Hello, xin chào cả nhà, chào cả nhà. Chúc cả nhà mạnh khỏe nhé. Hôm nay Biển lại mới đầu bếp Hùng. Bọn nào là như là thằng cò cháu này nữa. À quên, hai chú cháu mày chào cái đấy, quên đấy. Cứ phải lời chào đấy. Cứ phải lời chào thân thương gửi đến cả nhà yêu nhà mình. Đấy, mình cũng chia sẻ luôn là hôm nay là anh em chú cháu mình là mình kiếm mua một con mèo. Mèo là mua của nhà hàng ấy cả nhà. Nó thì sẵn cho đấy, về em con cháu buổi là tầm chiều lên làm về thì mà tập trung vào làm cho mình cái video đấy, hôm nay là làm thôi, nó đi đến thúc kết cuối cùng là cho thịt mèo mà lại nấu một nồi riêng mẻ rồi. Thịt mèo nấu giả cầy ăn là dễ ăn nhất cả nhà. À lại nấu trên đầu với Hùng nó bảo nấu nấu niêu niêu đất để cho nó om cho nó ngon này cả nhà. Keng đấy cả nhà, bây giờ đang xả xả thái là nhiều à. Đây, cho niêu đất của Biển đây, cho vào cái niêu này chú Hùng mà cho niêu là đón đỡ cho om. Con mèo này nó to quá, đầu với Hải vừa gọi điện trực tiếp ngon quá cũng phải chịu thôi, đang làm trên Hà Nội gọi trực tiếp cho luôn, gọi messenger hay tí đổ non bia vào om ấy nhỉ, ngon đúng không? Om om này phải om sầu sệt này, nếu có gì còn mua bánh mì chấm đúng không? Đi đấy bông ôi, thanh niên bông ăn nam bụng nừng như tấm phản này to quá, nó phải nó thế là gãy một răng, hai răng còn hai răng trên nữa, nó đang thay răng mà. Rượu trắng, mắm tôm, mì chính, phục vụ đến tận tay, phục vụ đến tận tay người dùng. Nó bông mà, em có đúng bông mà, liền. Bông ngoài, bên trong cho bông ăn nhé. Em bông đáng yêu đấy nhỉ. Tí nữa tí bảo chị Ninh đi làm về bảo chị Ninh tắm cho nhá. Hai hôm nay không tắm rồi. Tắm cho sạch vào, tối ông lại lên giường ngủ bẩn lắm. Thằng này nó cứ ngủ với mình cả nhà. Đấy, bây giờ không cấm nó nhảy phốc phát lên, nhưng mà lúc nào nó nóng lại nhảy xuống. Nó xuống đất đã hoa nó nằm nó rét nó nhảy lên. Tao đúng bông, tao đúng bông, bông bông. Riêng rượu trắng mẻ mắm tôm mì chính xả riềng mà đấy ngon nhỉ. Dao dao của anh nhìn có đỉnh không? Mà tại sao có dao chặt xương nữa, có bố không lấy chặt nhỉ, các bố cứ đi lấy cái dao vừa chặt vừa thái cái làm lung tung, chỉ làm một con đủ các loại dao mà không đâu, có đấy là không phải đầu bếp. Thớt thớt này có được nhìn như nó mới như thế này thôi, không biết là có tốt không nhỉ, không nhận đâu. Nhìn thì mới như thế 450, sợ thật, gần bằng cái thớt to của tao. Tao bảo làm sạch rồi yên tí này, tao bảo từng cái móng chân móng tiếc làm thật sạch vào về rồi sẵn làm thôi. 530.000 con này, này con mèo này cả nhà này, vợ cái này tiếc quá, ăn nhiều cho nó phang suốt, móng giò móng riết phang làm gì cho hỏng bê trên bếp phang mà. Mấy thứ to kia mình mua toàn thứ xịn thò, thứ đẹp nó không dùng, nó nặng, có bố ngại bê cái loại này. Cái này là 335, rộng 35 đấy, 35 36 gì đấy. Đây còn cái chum này của mình đây, tối qua vợ mình nó rửa sạch sẽ rồi, úp khô rồi, mai mốt lấy rượu và con em nó nấu 100 lít đổ vào đây. Đó.
chùm ngâm rượu. Thế nào mình đi đâu gió nó ngồi cạnh đấy, bây giờ để đến cái con bông này ra nó ngồi, con viên nó ra nó ngồi cạnh đấy, thế mới đẻo ấy. Nhìn như ba chỉ chuột nhỉ. Ba chỉ chuột à? Ba chỉ chuột lại chờ mùa chuột năm sau. Ô hình như ta vẫn còn hai cái video thịt chuột nữa sao chưa úp lên, vẫn còn nữa. Vẫn còn hai cái nữa, quên không để ý. Cuối năm ngoài may quá tập các anh em con cháu tập trung làm cho một số nếp, bây giờ còn có cái để úp nó đi làm hết rồi. Một mình làm buồn lắm cả nhà, lại ngồi ăn cái đĩa tiết canh siêu to khổng lồ rồi. Trước mắt là có 3 chân ăn này nhỉ, tính kiếm được người nữa thì tốt, và 4 chân. Thằng Phi thì nó bảo hôm nay nó chạy chuyến ở dưới Thanh Liêm không lên đây được, nó mà nhìn chịu được. Gọi điện phải gọi trực tiếp để cho chúng nó nhìn thấy cả nhà. Nó mà chịu. Già riêng non mẻ. Cho mẹ cái bịch đi thôi. Không. Tôi sợ nhiều quá nhỉ. Ừ, cho tầm này thôi. Vẫn còn được bữa nữa bởi vì mình đây làm. Làm YouTube thì tự thừa hiểu sao được. Chuyên về làm ăn nhậu nữa đi được không? Thôi, từ này thôi. Thôi, từ này thôi. Nóng nhiều xả. Riêng xả, mắm tôm, nấu níu đất. Thịt mèo nấu niêu đất, chương trình ăn uống của anh em mình đã bắt chuẩn bị sắp đến giờ bắt đầu. Có phải không em Tà Đông Bông? Đi đâu nó đi theo sao mình ta, sao chó nó hay quý tao đấy, tao đến nhà nào nên nó rất quý nhá. Con này nó ngủ. Ừ, điệu đẹp đẹp. Ừ, nhưng mà cứ lằng ngoằng cái là chỉ có so vào song. Nó ngủ có nhận là hay. Đấy, mẹ ngấu vết này, móc ở dưới em ạ. Mẹ này hình như hôm xưa cũng nhà ấy thấy có một con. Thấy đang nuôi trong lồng. Gà riềng non mẻ khỏe mắm tôm. Nó xìa nữa vào, thôi à. Đâu, móc cái này, đẩy. Mẹ này, lần sau nhà tao muốn nó không chua mấy nữa nhỉ. Mỗi lần này chua gắt lên. Nó tuyệt đợt. Thời tiết. Trước thì không làm, do cả xóm ăn không hết. Bây giờ làm ăn nhậu này, mẹ không kịp nấu. Hôm nay tao phải mua một cái niêu to. Thế thôi, không lại nhiều quá. Riêng mẻ mắm tôm. Thế sao kêu là già riêng non mẻ khỏe mắm tôm cho cả lọ vào. Cho cả lọ được không? Ăn thì không biết đời. Cho dầu ăn vào nữa chứ đúng không? Tại cái niêu đất này tại vì lâu lâu không nấu là nó riêng nấu niêu đất này nó háo nước lắm. Rượu trắng chuyên lúc nào cũng có chai rượu nặng lắm. Ừ, nặng cực kỳ luôn. Trắng là nhiều lúc có việc tìm thứ khó phết. Ô thằng bông không có gặp bông nghịch quá cơ. Cho dầu ăn vào đảo luôn này em. Rồi cứ đảo. Cho dầu ăn cứ cho nữa đi, cho nhiều vào không có nó ngấm vào cái niêu đất hết mà. Anh em mình cứ chia sẻ bắt đầu là tẩm ướp xong là bắt đầu là mình đi kéo bếp ga ra để đun. Xong là đến bữa mình lại chia sẻ tiếp cho cả nhà nhé. Ôi cả nhà đã xong. Quên đã cho lên bếp chứ mà chưa xong được. Nói nữa. À, cái này phải đun non non trước đã nhỉ? Ừ, non non trước. Phải non non đã không nó lại niêu đất nó đun từ hôm đầu mình mang trên gác bếp xuống đun đột ngột quá đâu mà nó tách. Cho non bia này nữa vào. Nó bia Hà Nội vào. Om. 5 giờ tối rồi đấy, 5 giờ chiều rồi. Bây giờ tao đi khua xem có được người hàng nào nữa thì là ngon thì ba anh em mình chiến được. Đấy, thằng này được cái đó sạch sẽ hết cả nhà. Làm xong là nó thu dọn nó rửa luôn. Giao thớt. Ui, cả nhà đã xong một niêu đấy rồi, mang lên đây vẫn sôi bục nhá. Cái niêu đất này nó siêu dài lắm. Niêu này nó om đấy. Nó om lắm. Đấy, cả nhà. Đấy. Mang đây mà cái niêu đất này nó vẫn đang sôi bục. Công nhận cái giống này nó sôi lâu rồi. Đây cả nhà, đây là mèo nấu giả cầy ăn với lại bánh mì nhá cả nhà nha, bánh mì giòn lắm. Bây giờ có cái ổ bánh mì này giòn cứ luộm luôn. Ở ngoài chợ mình mua đấy.
Đấy. Đấy. Rồi, mời cả nhà đấy, các bố chế đấy, cánh đấy. Cánh đấy. Thế là nào mà mua em tiểu hổ về nấu riêng mẻ, nấu giả cầy ăn với lại bánh mì sốt, nấu sốt sệt để chấm với lại bánh mì. Công nhận cái niêu đất này nó nóng dai nhỉ, đây cả nhà. Để ở đây mà nó vẫn đang sôi bục nhỉ. Chuột chấm bánh mì, chó ngấm bánh mì, bây giờ có cái ổ bánh mì này được. Cái nước dùng nó vào được. Thế mà đéo biết. Thế mua rồi à? Bán chưa? Thằng con nhà gì? Thằng con nhà gì trước đây gì nó lấy hộ. Và tao ngại với mày lấy hộ. Con đấy của mày bây giờ nó giảm bao nhiêu? Không bán đâu. Anh ý là không bán đúng không? Ừ, thế không bán là mua để bán là chú Hùng này hỏi xoáy rồi đấy. Thôi tốt nhất là chú ăn uống đi, chú đừng có hỏi làm gì. Một đi một cái là ốm rồi. Mà chú vào đi cái loại xe càng rách càng tốt. Em mua cái xe thì đúng rồi. Riêng Hùng phải mua cái loại xe gọi là cơ ca tàng, xe gọi là vứt không ai lấy thì mới nó mới tồn tại được. Trăm mười. Em Hùng tốn trăm mười. Cái tôi nữa trăm mười. 20 triệu. Bây giờ 100 không có. Thằng Toán nó mà cũng sang xe giống mẹ cháu. 20 triệu à? Thế sao lên thế nhỉ? Đặt thế. Thế à? Ừ. Tầm mấy mà nó thời buổi giờ cái gì cũng lên lên giá này, chết. Xăng lên giá, cái gì cũng lên giá. Mua con mèo này 530k kiếp người. Đấy, giá 2 triệu. Con mèo đắt mà, nó to từ 3 nhưng mà nó thịt cho mình rồi. Tao mua cái nhà hàng gì trên chỗ nhà Hải đấy. Tao đi chợ tao mua cái thớt, thế là tao tiện thể tao làm luôn con mèo này về để thử thớt xem rồi. Con vướng vào nó dê đúng 2 mét chỗ nó tưởng thì làm sao nó soi đèn không mà tao biết phay. Cái rằng nó quấn vào trục cái rằng của cái rằng phanh ấy này. Đằng đấy mà cuốn vào trục thì khiếp quá. Mai cháu có xử được. Cái đấy là lâu quá. Điện cho bà và mượn xe tặng nhỏ và mua mạch ăn mới. Ồ, con bố đéo thấy uống nhảy. Để bác Phật uống buồn quá. Chủ yếu ăn chính uống. Ngon bữa, ngồi ngon bữa tối này. Uống mạnh nó lên. Hôm nay là đầu bếp Hùng đạo diễn. Nếu em đi mua cái thớt 450 là rẻ vào cái nhà hàng chỗ gần nhà Hải đấy, nên là mua luôn, bảo nó thịt luôn mà nó mà mang về thịt thì tôi chịu rồi, tôi có mình thịt làm sao được. Rửa thớt ấy, kiểu thế. Cái thớt 450 còn con này 530 không hết hơn triệu rồi đúng không, ăn sáng hết 30.000 nữa rồi gọi triệu. Đấy, sáng này thì đốt hết triệu bạc. Kiếp người. Tiết của nó cũng là đậm rồi. Không phải nó cái thớt to kia các bố người nào cũng không cũng bê. Cái này chúng tôi. Cái này cái bổi xả của mình. Tươi. Đấy, xả nhà chú rổ lên đấy. Vẫn vút ra trong tủ. Tay cơm. Quên đi mời anh nhá. Bánh một bút chồng. Đánh cái gì chú bảo rồng cái gì? Ủa sổ cái gì ngay nhà chẳng có cái chỗ nào rồng trong thơm ấy nó sáng rồng sáng mà rồng xuống đất đất có đâu nhà phố này có đi rồng sáng thằng tèn trong cái ấy là mới là chú ấy rồng có thu nhập được không thật ngày không hay là đêm cái gì ngay cây gì nó sống được thế cây sim chết chưa cây sim chết chưa mọc mầm rồi không tưởng nó chết rồi hay là cho ai rồi khi là chết rồi. Đi qua. Anh ơi, con nó cẩu đi. Ken nào, cái mắt nhẹ người nhỉ? Cái này hết đi nhá. Ô chú nó có đâu? Vừa uống xong. À, vừa uống xong. Vừa uống. Rồi đây, anh bây giờ thế là vừa uống của chú. Bây giờ đến được cô ấy ở chợ ở trạm. Anh cứ đi chạy nhưng mà quan trọng là phải biết nguồn gốc. Nếu là giống chuẩn. Sợ nhất là anh mua nó không biết nguồn gốc của nó. Đắt giá. Mua chưa đổi rồi. Nó bảo mà lai. Đắt giá không biết nhưng mà nó đúng nguồn gốc. Chỗ nào ăn? Anh đeo rồi, vừa nó ạ? Con lạc bà nó buồn về. Hết nhá. Nhưng mà cái loại đấy thì giá nhảy rồi. Không
rồi tí em nói chuyện này, tí em nói chuyện này. Chuyện lấy hộ về đi. Mùi ngon, bây giờ mới rượu mới thấy ngon ngọt. Dạ, tí em mới ra cửa. Đang có bài. Đang bài chuyện về giáo sư Hùng này, về giống ở giống mít. Hùng là bên lông nông nghiệp đó cả nhà. Mèo đầu bếp nhưng mà nông nghiệp nó nắm nghề. Nắm nghề, nắm nghề. Đại học nông nghiệp về làm bây giờ không xin được ở trên vùng cao. Một giáo sư cây rừng trên kia còn bị dính vào một cây nan đẻ, nan nó giặt. Nó gắn cái hoa bằng keo. Anh mày các cụ ơi cho hết đi đấy. Có cây giống này nó không đi được. Không, không à. Ủa hình như nhạt lắm nhỉ? Nhạt không? Vừa. Vừa, vẫn ngon. Vừa, vẫn ngon. Em thấy là mình ăn hay các bác nào không biết thì em ăn. Nhưng mà mỗi ăn cái mì ăn cái này hết đâu mà. Nhiều quá. Em thấy hai ba người khen là vừa vặn đấy. Em lên toàn thế rồi nhưng bác là kiểu gì hôm nay cũng phải cho đấy để. Đã không? Đã luôn đấy. Nó là lắp nhau à? Hay sáu nhau? Các khúc các gọi là Indo nhất thế nào rồi đấy. Nó đang giống của thằng ăn ra đấy. Này giống mèo. Quả quanh trong đấy. Bác chỉ của nó như vậy. Mới vừa rồi ngồi đây thì quả hơi thôi thế. Của bác to. Để lên cái mới to. Anh để nhiều là quả bé. Ngon quá nhỉ? Lâu nhỉ? Lâu lâu ăn món này ngon luôn. Nói về ăn ngon. Nếu mình đi làm về thì nó ngon. Mình đi làm về ăn càng ngon đấy. Ở nhà chơi nó ăn còn ngon hoắc. Bài được búa ở chợ có trăm. Anh về bật vặt nó một cái dái ra. Hoặc là xem một hai. Nhưng mà may hôm nay là chú cũng là làm cái này của chú làm cái chiều cái đêm chị. Ông làm cái này để mà ông lên là em không tin tưởng luôn. Không được, cái này là được. Cả nhà. Những mình ăn đấy là nó hợp thôi mà em. Đúng không? Độ cay đồ các thứ như thế nào mẹ nhá. Mẹ có hết đi nha. Em hết. Như này, mới ngon này, già này cả nhà. Già cái này ăn được, dày giòn. Ngon lắm. Ai mà không dày không được. Có bác em bảo nó làm sạch sẽ sạch hết tay chứ rửa sạch không xích mất một cái gì móng chân hôm nay nó là nó còn chân đấy thì mà cứ thui hết vào tôi sạch sẽ vào da nó giòn ngon thôi chỉ là được cái da giòn sau con mèo này mình nắm bắt được một đứa của nó ăn đỉnh rồi ăn cá đấy nó có mùi tanh đúng không thế con nướng mì kìa, ngu lắm mà ăn nướng mì chấm cái này ngon. Ăn mẹ kiểu gì nhỉ? Cái đấy là để cái chỗ thùng chấu cũ là nó lấp nhiều cái thứ vào. Nghe thấy rồi. Sao ăn? Về gì hả? Nói chung là cứ biết ở cái trong phạm vi 180 m² đấy là đặt được. Để biết. Nói chung mình mới xem này thì từ 20 rồi. Đấy, cửa nhà tiếp rồi. Ăn thì nhiều. Hôm nay các bố uống nha, có vẻ kém kém này. Tại vì không, cái này mới đi làm mà. Không phải ăn uống đâu, phải ngon nhã. Mấy ngủ này nó sướng, ăn nó ngon cho người, nó ngon. Ăn nó tạo cảm giác nó ngon này. Này cho giống là nô. Đủ quán nó để xin nhưng mà sao hàng cũng không để quên được đâu. Cô gái chống mà đây để chống. Nhưng mà cái giữa mấy hôm hỏi mẹ đến đâu rồi mẹ nó dẫn mà phải test bên mẹ thì phải test ngay cái nước sốt nó nóng hổi này sốt nó sạch để ăn cái gì đúng rồi sao phải ăn khâu gì mà ngon đấy nhiều chính là chú Hùng căn thì rất chuẩn cái này ta biết mấy cái này người ta biết là nó rất chuẩn. Video nó có thời lượng nhé, mình xin kết thúc video đây cả nhà. Mỗi lần xem cho mình một like, một đăng ký kênh, một ủng hộ, một chia sẻ cho mọi người biết cái kênh của mình. Nha cả nhà, đến sau đó chào các cả nhà ơi. Chào cả nhà nha. Yêu cả nhà rất nhiều.